Hôm nay em xin bán ba món đồ cổ, đó là hai cái tam sơn được khảm ốc và một cái đĩa cổ đời nhà Thanh. Đây là dòng đồ xuất dương dành cho những cái thị trường châu Âu và những cái thị trường châu Á của triều nhà Thanh ở bên Trung Hoa. Thì em xin giới thiệu sơ qua, đó là cái cặp tam sơn này là một cái cặp tam sơn khảm ốc, là đồ cổ, nó là đồ cổ chuẩn chỉ 100% đó. Từng cái nét khảm, đây là khảm hoa cúc này, đây là khảm hoa cúc, đây là ốc rất là đẹp luôn. Quay trời sáng thì cũng không có thấy rõ được cái màu đỏ của ốc. Đó thì còn cái bên này nó cũng khảm hoa cúc. Đó. Và ở dưới này là một cái nét khảm mà khảm cái chữ thọ, hai cái song thọ thọ lòng với nhau. Hai cái thọ lòng với nhau. Ở đây là cái khảm cái cổ đồ. Đây là cái bát bửu, cái cuốn thư. Đấy, thì đây là người xưa người ta khảm cái hoa nhành trúc, nhành cây cây trúc vắt vẻo thì thả xuống đây là một cuốn thư. Đó, và ở đây thì dưới đây là một cái bảo bối, là một cái món đồ mua dưới nhà của nhà Phật. Đó thì nó là một trong những đề tài cổ đồ, tất cả là đều cổ xịn 100%. Và đây là gỗ, đây là gỗ vụ, gỗ vụ. Tiếp tới là đây là một cái đĩa cổ vẽ sơn thủy, đĩa cổ vẽ sơn thủy của triều nhà Thanh xuất dương, là dòng đồ mà được các nước trên thế giới người ta rất là tin dùng. Đây là vẽ bên ngoài là vẽ cảnh này, vẽ bên ngoài là vẽ hoa văn, bên trong là vẽ cổ đồ này. Cổ đồ là một trong những cái pháp khí biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc, pháp khí của nhà Phật. Đây vẽ sơn thủy. Đây là một cái đĩa ở bên ngoài, đây là bình chôn. Tình trạng nó là nó có bị âm rạn trôn như thế này đây. Đó, âm rạn trôn thôi. Nhưng mà nó mặt thì vẫn còn đẹp lắm. Đường kính nó 14 phân. Thì hai món này với giá trị là ba món này em bán để mà góp từ thiện, để mà cho từ thiện. Đó. Thì cuối năm rồi thì em cũng mong muốn góp chút tấm lòng để mà làm từ thiện với ba món cổ vật này. Thì bác nào mà có nhu cầu hữu duyên sở hữu và phát tâm thì em xin gửi tận nơi và cho những cái hộ nghèo, cho những hộ nghèo để họ 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 có những cái Tết được ấm áp và có chút tiền để mà xoay sở